Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thông tin các ca nhiễm mới. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 12 đến 16 giờ ngày 20 tháng 12 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 14.966 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.127 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.000 ca trong cộng đồng. Số liệu một số tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 1.612, Bến Tre 985, Cà Mau 967, Thành phố Hồ Chí Minh 687, Lào Cai 3, Cao Bằng 3, Điện Biên 3, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bình Phước giảm 481, Cà Mau giảm 378, Huế giảm 342. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Hậu Giang tăng 339, Hà Nội tăng 207, Hưng Yên tăng 196. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.450 ca trên một ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.555.455 ca nhiễm, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân có một triệu người có 15.772 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.549.945 ca, trong đó có 1.107.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 495.370, Bình Dương 289.330, Đồng Nai 95.212, Tây Ninh 64.961, Long An 39.709. Tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.937 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 1.109.899 ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.615 ca, số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 ghi nhận 225 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 56, trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến, tại tỉnh thành phố khác, Đồng Nai 30, An Giang 22, Bình Dương 16, Bến Tre 14, Sắc Trăng 11, Tiền Giang 11, Vĩnh Long 9, Long An 8, Đồng Tháp 8, Cần Thơ 8, Bình Thuận 7, Khánh Hòa 4, Cà Mau 3, Gia Lai 2, Đắk Nông 2, Lâm Đồng 2, Bình Phước 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Kiên Giang 2, Trà Vinh 2, Nghệ An 1, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Đà Nẵng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 244 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.791 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32 trên 234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Tiến sĩ Nguyễn Văn Định cho biết CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu là các vật tư sinh phẩm chạy xét nghiệm sàng lọc và không mua test nhanh. Ngoài công ty Việt Á trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu dịch Covid-19 đến nay là 60 tỷ đồng, 28 tỷ đồng mua sinh phẩm của công ty Việt Á, 32 tỷ đồng mua của các công ty khác. 28 tỷ đồng Nghệ An mua sinh phẩm của công ty Việt Á được thực hiện ở 4 gói thầu, 2 gói chỉ định thầu. Hai gói đấu thầu rộng rãi, riêng hai gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng. Về thông tin Nghệ An là một trong 8 tỉnh thành, 16 địa điểm có khám xét, giám đốc CDC Nghệ An cho hay, ngày mùng 10 tháng 12, bộ công an bắt giữ một đối tượng liên quan vụ án công ty Việt Á khi đối tượng này đang trú ngụ tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Văn Định, quan điểm của tỉnh Nghệ An là đã mua sắm phải đúng quy trình. CDC Nghệ An xây dựng gói thầu xuất phát từ nhu cầu, rồi trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương kinh phí đáp ứng đúng tình hình dịch. Có thời điểm xây dựng gói thầu từ khi giá còn cao, nhưng đến khi hoàn thành tại thời điểm mua thì giá xuống thấp, được chỉ đạo từ Sở Y tế CDC Nghệ An chỉ chấp nhận giá tại thời điểm khi mua theo giá mặt bằng chung của cả nước. Nghệ An mua ở giá thấp nhất Đơn cử khi xây dựng gói thầu giá 509.250 đồng nhưng đến thời điểm mua thì thương thảo chỉ còn 470.000 đồng. Khi cả nước đang mua giá 470.000 đồng thì Nghệ An mua xuống 367.500 đồng. CDC Nghệ An luôn cố gắng tham mưu và mua các mặt hàng với giá thấp nhất nhưng cũng đảm bảo cung ứng đủ phục vụ chống dịch. Giám đốc CDC Nghệ An nói thêm Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngành y tế địa phương chưa nhận được công văn yêu cầu phối hợp của cơ quan điều tra. Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo CDC Hà Tĩnh cho hay, chúng tôi đang tổng hợp, ra soát lại số lượng chi tiết, việc mua được thực hiện vào thời điểm năm 2020 và năm nay. Thưa quý vị, vậy là một năm 2021, với đầy những sự biến động chưa từng thấy đã sắp trôi qua. Chắc hẳn mỗi chúng ta, ai cũng hy vọng sẽ được đón một cái Tết bình an với gia đình sau một năm nhiều biến cố. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành như hiện nay, khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Liệu với tình hình diễn biến của dịch như hiện nay thì Tết này thành phố Hồ Chí Minh có khả năng giãn cách xã hội hay không và phải làm thế nào để kịch bản giãn cách không lặp lại? Tại buổi trao quyết định cán bộ tại quận 10, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian để nói về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới. Thông tin mới nhất sáng nay là biến chủng Omicron đã hoành hành ở nhiều nước, có mặt ở khoảng 90 quốc gia vùng lãnh thổ. Một số nơi đã có những quy định nghiêm ngặt hơn, siết chặt các hoạt động. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề, tại Việt Nam các lực lượng đang gặp nhiều khó khăn vất vả trong việc ứng phó với biến chủng Delta, trong khi đó một số nước trong khu vực đã xuất hiện biến chủng mới. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nếu các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không được thực hiện tốt, tình hình sẽ rất căng thẳng. Nếu biến chủng mới tới Việt Nam hoặc có mặt tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, qua các số liệu của một số nước, biến chủng Omicron có sự lây lan hơn gấp nhiều lần so với các chủng cũ. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho rằng trong giai đoạn này, mọi người dân đều phải thay đổi tâm thế, tư duy, thói quen để thích ứng. Có thể hiểu rằng việc thay đổi ấy đồng nghĩa với việc sống chung với Covid-19 ngay cả khi có biến chủng mới. Trong hoàn cảnh đó, người dân cần hạn chế thói quen bình thường, không chỉ bảo vệ chính mình, mỗi người phải biết bảo vệ cả người thân bên cạnh. Bảo vệ cộng đồng thì xã hội mới có thể tiến tới thích nghi an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tết năm nay, nếu như chúng ta không muốn phục hồi các biện pháp giãn cách căng thẳng như trước, chỉ có một cách là củng cố nội lực từ chính bên trong. Đây là điều kiện tiên quyết cũng là lợi thế của thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên quán triệt. Ông Nguyễn Văn nên lưu ý, khi phát hiện các trường hợp F0, các loại thuốc cần được cấp phát ngay. Thuốc điều trị sẽ khiến kéo giảm tỷ lệ nguy cơ nặng tử vong. Tuy nhiên theo thống kê của ngành y tế, khoảng 20% đến 30% ca mắc COVID-19 chưa được tiếp cận thuốc. Câu hỏi đặt ra là vì sao dẫn đến nguyên nhân trên và cách nào để khắc phục? những việc đó chúng ta có thể thực hiện được. Khi hệ thống y tế cơ sở, y tế cộng đồng chăm sóc kỹ, quan tâm đặc biệt các F0, tổ y tế lưu động cần tư vấn, hỗ trợ ngay khi các trường hợp mắc Covid-19 có nhu cầu. Làm được như vậy dù lây nhiễm cỡ nào thành phố cũng chủ động được. Nếu không chúng ta còn gặp khó khăn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ. Vừa qua một nhà thuốc Tây chia sẻ họ đã tư vấn, điều trị cho khoảng 200 F0. Với sự giúp đỡ đó chúng ta sẽ bớt lo lắng, ngành y tế cũng được chia lửa. Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận việc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19 là một trong những vấn đề cần bàn tới trong thời điểm hiện tại. Các số liệu cho thấy khoảng 50% trường hợp tử vong do Covid-19 là người chưa được tiếp cận vaccine. Những người đã tiêm đủ hai mũi, tiêm các mũi bổ sung sức khỏe tốt, không có bệnh nền, không lớn tuổi sẽ vượt qua dịch bệnh rất nhanh. Nhưng những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần tập trung bảo vệ. Ông Nguyễn Văn Nên giao nhiệm vụ. Trước những câu hỏi về việc vì sao quận 10 chuyển màu thành vùng cam. Chủ tịch quận 10 cho biết, sự gia tăng số F0 trên địa bàn nằm trong tầm kiểm soát. Những trường hợp này đa số được phát hiện qua chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND quận 10 cho biết, theo thông báo cấp độ dịch, trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn có sự gia tăng, khiến đơn vị này tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 của dịch COVID-19. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca F0 trên địa bàn không nằm ngoài tầm kiểm soát. Qua thống kê, quận 10 có hơn 7.500 người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19. Qua xét nghiệm tầm soát, 88 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện, chiếm đa số trường hợp F0 trên địa bàn trong tuần qua. Chủ tịch UBND quận 10 phân tích, sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 thuộc nhóm nguy cơ cao, ngành y tế của quận đã thực hiện xét nghiệm khẳng định và tập trung ngay cho công tác chăm sóc điều trị. Bên cạnh đó, quận cũng ghi nhận một số lượng nhất định trường hợp mắc mới là F1 của các trường hợp F0 phát hiện trước đó. Do vậy, việc tăng cấp độ dịch COVID-19 của quận 10 đến từ lý do chủ yếu là tăng cường tầm soát nhóm nguy cơ cao, không phải là sự lây lan do tiếp xúc, giao lưu qua lại trong cộng đồng. Do vậy, dịch bệnh tại địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát. Ngay khi nhận thông tin, Ủy ban nhân dân quận 10 đã cảnh báo và yêu cầu các phường tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và áp dụng các phương pháp cụ thể với từng nơi tùy theo diễn biến tình hình. Cụ thể với 6 phường thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19 chính quyền quận đã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định của Nghị quyết 128 như ngừng phục vụ rượu bia, hạn chế một số hoạt động. Đối với 8 phường còn lại đang ở cấp độ 1 và 2, các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường, nhưng chính quyền địa phương phải theo sát diễn biến dịch. Theo thông báo về cấp độ dịch mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua, quận 10 là địa phương duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Mặt khác, thành phố có 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 3 và 4 huyện Cần Giờ. Hiện tại quận 10 chỉ có một phường là vùng xanh chiếm tỷ lệ 7%, 6 phường là vùng cam tỷ lệ 43%, 7 phường là vùng vàng chiếm tỷ lệ 50%. Liên quan đến việc tăng hạ dùng 3 tháng vaccine Pfizer, Bộ Y tế cho biết đã gửi công văn về việc tăng hạ dùng của vaccine Comirnaty đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy giám đốc sở y tế phải chịu trách nhiệm. Để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine phòng covid-19, đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine Comirnaty, Pfizer-BioNTech covid-19 vaccine, Bộ Y tế thông tin về tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty như sau: Ngày 12 tháng 6 năm 2021, Bộ Y tế ban hành quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Comirnaty cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid-19. Theo đó, vaccine Cominati được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Ngày 22 tháng 8 năm 2021, ngày 10 tháng 9 năm 2021 và ngày 20 tháng 9 năm 2021. Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu EMA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Comirnaty do công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO, ngày 22 tháng 10 năm 2021, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành công văn về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ đến âm 60 độ C. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các lô vaccine Community Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine được tăng hạn nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Đẩy mạnh truyền thông tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng, cha mẹ của trẻ cần cập nhật những thông tin đầy đủ về hạn dùng của vaccine nêu trên. Bộ Y tế nhấn mạnh địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì đồng chí giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Biến thể Omicron hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu. Và khác với những biến thể trước đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm một triệu chứng hiếm gặp do Omicron gây ra trước cơn bão omicron càn quét thủ đô london các nhà khoa học anh đã phát hiện những ca nhiễm biến chủng mới của virus corona có thể phát triệu chứng vô cùng hiếm gặp và ít được báo cáo đó là mất cảm giác thèm ăn các nhà khoa học đã nghiên cứu dựa trên dữ liệu được thu thập từ ứng dụng mang tên triệu chứng covid goe ứng dụng của anh nhằm theo dõi các triệu chứng trên bệnh nhân nhiễm virus corona Phân tích cho thấy chỉ 1 phần 2 người dùng ứng dụng triệu chứng COVID GOE trải qua 3 triệu chứng thường gặp giống như trong hướng dẫn phòng chống COVID-19 của chính phủ Anh, gồm sốt ho, mất vị giác hoặc khứu giác. Theo Ati, giới nghiên cứu đã so sánh các mẫu thu thập trên bệnh nhân sinh sống ở thành phố London từ đầu tháng 10. Thời điểm Delta vẫn giữ vị trí là biến chủng chính gây COVID-19 và cho tới khi biến chủng Omicron bắt đầu xuất hiện với xu thế vượt qua cả tốc độ lây lan của Delta. Trong số những triệu chứng mà trước đây chưa từng được báo cáo hoặc chưa từng được ghi nhận, một số bệnh nhân còn bị mất cảm giác thèm ăn. Dù các nhà nghiên cứu cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn, nhưng nói chung biến chủng Omicron dường như ít có khả năng gây tử vong và phải nhập viện điều trị. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh một yếu tố khách quan do phần lớn người sử dụng ứng dụng triệu chứng COVID-GOE đã tiêm vaccine COVID-19. Chuyển sang tin tức về dịch bệnh tại các điểm nóng trên thế giới. Mới đây Thái Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên ở Thái là một phụ nữ Thái Lan có chồng là phi công người Colombia bị nhiễm biến thể Omicron sau khi trở về từ Nigeria. Trong khi đó, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế Anutin Charnvirakul ngày 20 tháng 12 cho biết ông sẽ đề xuất đình chỉ chương trình nhập cảnh xét nghiệm và lên đường test and go đối với khách đi bằng đường hàng không đã được tiêm chủng đầy đủ đến một số quốc gia và vùng lãnh thổ được chỉ định do sự lây lan của biến thể Omicron trên khắp thế giới. Nếu được thông qua, tất cả các hành khách đến Thái Lan sẽ phải thông qua các chương trình hộp cát và cách ly. Theo ông Anutin, Thái Lan đã phát hiện hơn 80 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 52 trường hợp được ghi nhận từ ngày 11 đến 19 tháng 12 và nhiều trường hợp được ghi nhận vào sáng ngày 20 tháng 12. Bên cạnh những tin tức về tốc độ lây lan kinh hoàng của biến thể Omicron, một nghiên cứu mới đây ở Mỹ cho thấy, những người mắc COVID-19 sau khi được tiêm chủng đầy đủ có thể có siêu miễn dịch bảo vệ cơ thể trước virus SARS-CoV-2. Theo trang Daily Mail của Anh, nhiễm đột phá là một trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19. Nghiên cứu mới đã so sánh 26 nhân viên nhiễm đột phá tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon với những người đã được tiêm phòng nhưng chưa từng nhiễm virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học nhận thấy những người nhiễm đột phá có lượng kháng thể tăng đáng kinh ngạc. Tác giả nghiên cứu Fikadu Tafesi, giáo sư miễn dịch học và vi sinh học phân tử tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon cho biết, mức tăng kháng thể là đáng kể, lên đến 1.000% và có người lên đến 2.000%. Vì vậy, khả năng miễn dịch trong các ca nhiễm đột phá thực sự cao, nó gần như là siêu miễn dịch. Tiến sĩ Monica Gandhi tại Đại học California tại San Francisco cho biết đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy các ca nhiễm đột phá sau khi tiêm vaccine tạo ra khả năng miễn dịch mạnh hơn so với việc chỉ mắc bệnh trước đó hoặc chỉ tiêm vaccine. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng mọi người không nên cố tình tìm cách mắc COVID-19 vì không thể dự đoán được người nào sẽ mắc bệnh nặng khi nhiễm virus. Giáo sư Tafeshi cũng có quan điểm tương tự. Ông nói với tờ USA Today, vấn đề mấu chốt của nghiên cứu là chứng minh vaccine có thể cung cấp khả năng miễn dịch cơ bản, giúp tránh những tình huống xấu xảy ra. Giáo sư Chen Scrotti tại Viện Miễn dịch học La Jolla cho biết, phát hiện này cho thấy hệ miễn dịch hoạt động tốt như thế nào. Mỗi khi tiếp xúc với vaccine hoặc virus, hệ miễn dịch học hỏi nhiều hơn và tốt hơn để có thể chống lại virus SARS-CoV-2. Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng việc mắc COVID-19 sau khi tiêm một mũi vaccine sẽ giúp cơ thể tạo ra mức kháng thể cao, rất hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, đây là một trong số ít những trường hợp được xem xét đến kịch bản ngược lại. Theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại Viện Y tế Công cộng ở Oakland, California, Mỹ công bố vào tháng 11, tiêm mũi vaccine tăng cường có thể cung cấp mức kháng thể cao trong việc ngăn ngừa lây nhiễm biến thể Omicron. Có thể nói, tiêm vaccine vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để đối phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Mỹ đã chứng kiến một đợt bùng phát COVID-19 mới, và chuyên gia cảnh báo biến chủng Omicron có khả năng lây lan cao có thể kéo theo sóng thần, lây nhiễm cho những người chưa tiêm chủng vaccine. Theo số liệu của Đại học John Hopkins, hiện mỗi ngày Mỹ ghi nhận trung bình gần 130.000 ca COVID-19 mới, tăng vọt so với chỉ 70.000 ca hồi đầu tháng 11. Đợt bùng phát mạnh này được cho là một phần do biến chủng Omicron. Biến chủng Omicron có khả năng lây lan rất cao, nó dễ lây lan như bệnh sởi, đó là virus gây lây lan nhất mà chúng tôi từng biết. Ông Jonathan Rayner, giáo sư về dược và phẫu thuật của Đại học George Washington cho biết, ông cũng cảnh báo Omicron có thể gây ra sóng thần lây nhiễm cho những người chưa tiêm chủng ở Mỹ. Các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để xác định Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn so với các chủng khác của SARS-CoV-2. Tuy vậy, theo ông Rayner, với khả năng lây lan cao, Omicron sẽ gây sức ép lớn cho hệ thống y tế. Ông Brainer nói, làm sao chúng ta có thể bước vào cuộc chiến đó khi không được trang bị vũ khí? Vaccine sẽ giúp bảo vệ các bạn, đặc biệt là những người đã tiêm 3 mũi vaccine COVID-19. Những người chưa tiêm vaccine thì không nên chần chừ nữa, hãy nhanh chóng tiêm chủng. Theo ông kể cả khi Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ, người dân vẫn cần cẩn trọng để tránh kịch bản, hệ thống y tế vỡ trận. Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, hiện hơn 69.000 người ở nước này đang phải nằm viện để điều trị COVID-19. Công suất sử dụng giường bệnh điều trị tích cực là hơn 20%. Thực tế, các làn sóng dịch liên tiếp do biến chủng Delta gây ra đã khiến các nhân viên y tế Mỹ kiệt sức. Dường bệnh không phải là vấn đề, đó là vấn đề thiếu các y tá phụ trách dường bệnh. Tất cả đều do số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng và các y tá của chúng tôi đều đã kiệt sức Bác sĩ Lisa Hayes, giám đốc một bệnh viện ở thành phố Kansas, Missouri, cho biết dù Delta hiện đang lan rộng ở Mỹ, nhưng các chuyên gia dự đoán Omicron sẽ trở thành biến chủng trội tại nước này chỉ sau vài tuần nữa. Ông Brenner khuyến cáo chúng ta cần bảo vệ hệ thống y tế. Đó là lý do tại sao tất cả người Mỹ nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tiêm vaccine đầy đủ bởi hệ thống y tế của chúng ta đang bị đe dọa. Một dữ liệu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ chỉ ra người tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do COVID-19 gấp 20 lần và có nguy cơ nhiễm bệnh cao gần gấp 10 lần so với người đã tiêm vaccine mũi tăng cường. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng hạn sử dụng đối với vaccine Community Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine COVID-19, đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine Pfizer, Bộ Y tế cho biết vừa qua, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA, Cơ quan Quản lý Dược châu Âu EMA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng, kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Pfizer Comirnaty do công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của FDA, MA và WHO, ngày 22 tháng 10, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty ở điều kiện bảo quản nhà sản xuất khuyến cáo. Theo đó, cập nhật hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn 6 tháng như sau. Hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10 năm 2021, tháng 11 năm 2021 tháng 12 năm 2021, tháng 1 năm 2022, tháng 2 năm 2022, tháng 3 năm 2022 thì hạn dùng cập nhật mới tăng thêm 3 tháng, lần lượt là tháng 1 năm 2022, tháng 2 năm 2022, tháng 3 năm 2022, tháng 4 năm 2022, tháng 5 năm 2022 và tháng 6 năm 2022. Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vaccine COVID-19 Pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn hiệu quả của vaccine và được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế nhấn mạnh địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì đồng chí giám đốc sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, tối muộn ngày 19 tháng 12 tại sân bay quốc tế nội bài thay mặt cho Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn là Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine Covaxin cho trẻ em dưới 18 tuổi, và 1 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc Movinavir 200g điều trị COVID-19. Tại sân bay quốc tế nội bài, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ bàn giao nguồn kinh phí nêu trên cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vaccine, nguyên liệu sản xuất thuốc cho Bộ Y tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các thành viên chính thức của đoàn công tác, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế tham gia lễ bàn giao. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao biển đề tặng 2 tỷ quân, tương đương 40 tỷ đồng do Tập đoàn Tài chính Hà Bank Bang, Hàn Quốc ủng hộ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, bao gồm chương trình tặng 65 xe cứu thương và xây nhà văn hóa, nhà tránh lũ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện nhận tài trợ. Đồng chí Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, trao biển đề tặng 200.000 liều vaccine Covaxin cho trẻ em dưới 18 tuổi. Số vaccine COVID-19 này do tập đoàn Biharap BioNTech Ấn Độ ủng hộ và chuyển giao toàn bộ công nghệ. Một tấn nguyên liệu điều chế thuốc điều trị COVID-19 Movinavir 200mg do công ty Optimus Pharma Ấn Độ phối hợp với công ty hóa dược phẩm Mecofa Việt Nam ủng hộ cho Bộ Y tế và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đại diện cho Bộ Y tế nhận số hàng tài trợ nói trên. Liên quan đến vaccine của vaccine, trước đó sáng ngày 10 tháng 11, tại quyết định số 5225, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đối với vaccine phòng COVID-19 có co vaccine. Xin chuyển sang phần tin tức thế giới. Thưa quý vị, tình hình COVID thế giới vẫn luôn là phần tin được nhiều khán giả quan tâm nhất. Thưa quý vị, giữa những số liệu ảm đạm về làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron gây ra, có một vài dấu hiệu tích cực để thế giới có thể hy vọng một tương lai đại dịch tươi sáng hơn. Một lần nữa thế giới lại phải đối mặt với nguy cơ một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng do biến chủng Omicron. Tuy nhiên, một số thông tin từ phòng thí nghiệm từ Nam Phi và thuốc kháng virus đang mang lại những tín hiệu tích cực. Trong vòng một năm qua, một số loại thuốc kháng virus đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Giáo sư Benewar tại một trường đại học ở London Anh cho biết với biến chủng có khả năng lây nhiễm cao như Omicron, những loại thuốc như này sẽ giúp giảm gánh nặng COVID-19 ở những đối tượng có nguy cơ cao, cần được chăm sóc y tế như bệnh nhân ung thư và tạo ra phản ứng dây chuyển tích cực lên hệ thống y tế. Ông cho rằng ngoài vaccine mũi tăng cường, các loại thuốc này cũng tạo thêm mức độ bảo vệ quan trọng cho những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao. Nam Phi là quốc gia đầu tiên phát cảnh báo về biến chủng Omicron hồi tháng 11. Kể từ đó, số ca COVID-19 ở quốc gia này tăng đột biến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Fahla ngày 18 tháng 12 cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy dịch đã đạt đỉnh ở tỉnh Gutan, tâm dịch Omicron ở nước này. Số ca nhiễm hàng ngày ở Gutan bắt đầu xu hướng giảm dần, khoảng 3 tuần sau khi siêu biến chủng này xuất hiện ở đây. Tuy vẫn còn thời gian để khẳng định liệu những con số này có nghĩa là Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng khác ở các nước khác hay không. Trong đó có Anh, nhưng nhiều nhà khoa học tỏ ra lạc quan về tính hiệu trên. Một tín hiệu lạc quan nữa là các nhà khoa học đã tìm ra lời giải thích khả thi về khả năng Omicron có mức độ nghiêm trọng thấp hơn so với Delta và các chủng khác của SARS-CoV-2. Đây là kết quả nghiên cứu của chuyên gia Michael Chan Chi -Wai tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra, Omicron sinh sôi nhanh hơn 70 lần so với Delta ở đường thở, nhưng nhân lên chậm hơn ở phổi. Nói cách khác, nó có thể ít nguy hiểm hơn Delta. Theo nghiên cứu này, Omicron có thể sẽ lây lan từ người sang người nhanh hơn nhưng sẽ không tiếp cận các phần dễ bị tổn thương trong cơ thể. Điều này sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh có thể gây ra. Mặc dù vậy, ông Chan vẫn tỏ ra thận trọng. Điều quan trọng cần lưu ý là mức độ bệnh nặng ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus mà còn bởi phản ứng miễn dịch của mỗi người. Đôi khi tiến triển thành chứng viêm đe dọa tính mạng bằng cách lây nhiễm cho người nhiều hơn, một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây bệnh nặng hoặc nguy cơ tử vong cao hơn. Mối đe dọa tổng thể từ biến thể Omicron có thể vẫn rất đáng kể. Nhóm nghiên cứu của ông cho biết, mô hình cấu trúc về cách Omicron gắn vào tế bào và kháng thể làm sáng tỏ hành vi của nó và sẽ giúp tạo ra kháng thể trùng hòa. Mặc dù Omicron không tiếp cận các phần dễ bị tổn thương trong cơ thể người, nhưng biến thể này vẫn khiến chúng ta không thể yên tâm. Các dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron đang trên đà tăng, nhưng liệu nó có thể thay thế được Delta hay không, hoặc là đẩy đại dịch đi theo chiều hướng nào vẫn còn là một số hỏi. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, Vương quốc Anh đã có số ca nhiễm đứng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Hiện tại quốc gia này đang có 11.279.428 trên tổng số 274.696.123 ca mắc Covid-19 trên thế giới. Tiếp đó theo hãng Reuters, cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh, UKHSA vừa công bố đã xác nhận được gần 25.000 ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron, tăng hơn 10.000 ca so với 24 giờ trước đó. Số ca tử vong tăng từ 1 lên 7, còn số ca nhập viện tăng từ 65 lên 85 nhóm cố vấn khoa học tình trạng khẩn cấp xây của chính phủ Anh cho biết, họ tin rằng gần như chắc chắn số người nhiễm Omicron mỗi ngày phải lên đến hàng trăm ngàn, nhưng chưa thống kê được hết. Theo dữ liệu của trang Outward in Data, Anh đã bị làn sóng Delta tấn công từ giữa mùa hè, với số ca nhiễm trung bình ngày dao động từ 20.000 đến 50.000. Từ cuối tháng 11 tới nay, ca nhiễm có xu hướng tăng không ngừng, vượt qua mốc 50.000 và đã lên hơn 93.000 ca vào ngày 16 tháng 12. Tuy nhiên, ca tử vong vẫn ổn định trên dưới 120 ca một ngày, thấp hơn hồi đầu tháng 11. Vẫn chưa rõ yếu tố nào thúc đẩy ca nhiễm tăng vọt như vậy, do biến thể mới hay đặc tính theo mùa của dịch bệnh, mùa đông người dân có xu hướng tụ tập trong nhà, nhưng có thể thấy số liệu đã xác dần liên quan đến Omicron còn khiêm tốn, Mọi chỉ số đều nhỏ hơn so với Delta, đặc biệt là số ca nhập viện và tử vong. Riêng tại Anh, việc hệ thống y tế đã quá tải trước cả khi sống Omicron ập đến là lý do khiến nhà chức trách lo vỡ trận. Đài BBC đưa tin các bệnh viện ở Anh, đặc biệt là London, đang thiếu người nghiêm trọng vì có quá nhiều nhân viên phải cách ly do nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là tin tức có liên quan đến việc tiêm mũi 3 vaccine có thể tăng miễn dịch trước Omicron. Theo các chuyên gia, mũi 3 vaccine COVID-19 là mũi bổ sung hoặc là nhắc lại, nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus, nhất là trước những biến thể nguy hiểm như là Delta hay là Omicron. Mũi bổ sung tiêm cho người đã tiêm đủ 2 mũi, có bệnh lý gây suy giảm miễn dịch như người đang điều trị ung thư, ghép tạng, bệnh HIV. Thời gian tiêm mũi bổ sung diễn ra sau mũi 2 ít nhất 4 tuần, 28 ngày. Mũi nhắc lại được tiêm cho người trên 65 tuổi có bệnh nền, tiêm cách mũi hai ít nhất 3 tháng. Mũi nhắc lại này tương tự những vaccine phòng bệnh khác như vaccine bạch hầu, ho gà, uống ván, được tiêm cho trẻ khi vài tháng tuổi và tiêm nhắc ở mốc 4-7 tuổi và 9-15 tuổi. Vắc-xin mũi 3 có thể tiêm cùng loại với liều vaccine cơ bản hoặc là vaccine theo công nghệ mRNA như Pfizer. Nếu tiêm liều cơ bản là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus vaccine AstraZeneca. Ông Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế giải thích thêm virus nào cũng có biến chủng. Điều đáng lo ngại nhất là sự biến đổi ở protein, giúp virus xâm nhập vào tế bào con người để lây lan bệnh và có khả năng vô hiệu hóa vaccine. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu nào khẳng định Omicron có khả năng vô hiệu hóa vaccine và Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo việc tiêm vaccine vẫn có hiệu quả với cả chủng virus mới. Có nghiên cứu cho thấy, sau tiêm mũi 3, hiệu quả miễn dịch tăng cao trên 90%. Ngoài ra, trong lúc chờ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, các chuyên gia khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ 5K và tiêm các vaccine phòng bệnh hô hấp như cúm, phế cầu để tránh nhầm lẫn triệu chứng với COVID-19 đồng thời tạo ra miễn dịch chéo không đặc hiệu phòng bệnh. Ông Phu cho biết thêm, hiện nay tại Việt Nam, việc tiêm mũi 3 diễn ra song song với việc hoàn thành hai mũi. Các địa phương vừa tiêm tăng cường cho người suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, vừa tiêm phủ hai mũi. Địa phương nào đã tiêm đủ hai mũi có thể tiêm nhắc lại. Việt Nam hiện đảm bảo đủ nguồn cung vaccine để tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Khi các bệnh viện của Mỹ đang căng thẳng chuẩn bị cho một đợt tăng mới do biến thể Omicron, các bác sĩ đang cảnh báo về một thách thức khác hai loại thuốc tiêu chuẩn mà họ đã sử dụng để điều trị COVID-19 không có khả năng chống lại biến thể mới. Trong hơn một năm qua, các loại thuốc kháng thể của Regeneron và Eli Lilly đã là phương pháp điều trị hàng đầu cho COVID-19, nhờ khả năng ngăn chặn bệnh nặng và giúp bệnh nhân không phải đến bệnh viện. Thế nhưng, gần đây cả hai nhà sản xuất thuốc đã cảnh báo rằng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy liệu pháp điều trị của thuốc này sẽ kém hiệu quả hơn nhiều đối với Omicron vốn chứa hàng chục đột biến khiến các kháng thể khó tấn công virus hơn. Và trong khi các công ty nói rằng họ có thể nhanh chóng phát triển các kháng thể nhắm mục tiêu vào biến thể Omicron thì phải đợi ít nhất vài tháng nữa. Một loại kháng thể thứ ba từ nhà sản xuất thuốc GlaxoSmithKline, viết tắt là Glaxo, của Anh dường như tốt nhất để chống lại Omicron. Nhưng thuốc của hãng này không được phổ biến rộng rãi ở Mỹ, chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hàng triệu liều được mua và phân phối bởi chính phủ liên bang các quan chức y tế Mỹ hiện đang phân phối nguồn cung cấp thuốc khan hiếm cho các bang. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, biến thể Delta vẫn chiếm hơn 95% ca COVID-19 tại Mỹ. Thế nhưng, các lãnh đạo CDC cho biết Omicron đang lây lan, lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trong quá khứ và sẽ trở thành chủng virus thống trị trên toàn nước Mỹ trong vòng vài tuần. Việc hai liệu pháp kháng thể hàng đầu không có tác dụng điều trị các ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron ở Mỹ càng khiến người dân Mỹ hy vọng nhiều hơn và một cặp thuốc kháng virus rất được mong đợi mà các cơ quan quản lý Mỹ dự kiến sẽ sớm cho phép. Các loại thuốc của Pfizer và Mơ sẽ là phương pháp điều trị đầu tiên mà người Mỹ có thể thực hiện tại nhà để chữa khỏi bệnh trầm trọng. Thuốc của Pfizer nói riêng đã cho thấy tác dụng mạnh mẽ, hạn chế gần 90% trường hợp nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Tuy nhiên, nguồn cung ban đầu của cả hai loại thuốc dự kiến sẽ bị hạn chế. Sự thiếu thốn của các loại thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả là một lời nhắc đầu đớn rằng COVID-19 vẫn chỉ mưu thế ở Mỹ, ngay cả khi hơn 200 triệu người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ. Cũng tại Mỹ, một thượng nghị sĩ đã từng phản đối lệnh tiêm chủng vaccine bắt buộc đã tử vong vài tuần sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Gia đình thượng nghị sĩ Don Arixen ngày 18 tháng 12 thông báo ông đã qua đời, tuy nhiên không công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. Ông Erickson, 52 tuổi, hồi tháng trước đã liên hệ với các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa để thông báo về việc ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đến El Salvador. Trong thông báo gửi tới các thành viên Hạ viện và Thượng viện, ông Erickson đã xin lời khuyên về cách nhận thuốc kháng thể đơn dòng, vốn không có sẵn ở El Salvador vào thời điểm đó. Ông Erickson đã được sắp xếp lên máy bay để trở về Mỹ và tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở bang Florida. Tuy nhiên, ông vẫn không qua khỏi và qua đời không lâu sau đó. Ông Merrison từng có 6 nhiệm kỳ làm việc tại Hạ viện trước khi được bầu vào Thượng viện năm 2010. Ông từng phụ trách chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ở bang Washington. Thượng nghị sĩ Arisen từng phản đối mạnh mẽ lệnh tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc. Ông đã đề xuất dự luật nhằm bảo vệ quyền của những người không muốn tiêm chủng.